Xin chào các bạn và đây là bản tin chuyển động bóng đá ngày 27 tháng 12. Trước khi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất ngày hôm nay, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh YouTube Mê Bóng Đá để cập nhật tin tức bóng đá thường xuyên hơn. Còn bây giờ là những diễn biến chính có trong bản tin. Cả Leicester City và Manchester United đều nhập cuộc trong trận đấu ngày Boxing Day với sự ứng khởi rất cao. Phút 23, tiền đạo người Anh dứt điểm cận thành hiểm hóc hạ gục thủ môn Michael sau nỗ lực chuyền bóng của Bruno Fernandes. Mặc dù vậy, MU không thể duy trì được thế trận dẫn bàn quá lâu. 8 phút sau bàn thắng, Quỷ Đỏ để đối thủ săn bàn cách biệt sau cú đá chân trái hiểm hóc của Harvey Barnes. Một đều cũng là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người Edinson Cavani kiến tạo mẫu mực để Bruno Fernandes thoát xuống dứt điểm hiểm hóc giúp đội khách lần thứ 2 vượt lên. Thế nhưng cũng giống như hiệp 1, đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để lần thứ 2 gỡ hỏa. Vardy là người lập công ở phút 85 và cũng ấn định tỷ số 2 đều đầy hấp dẫn trên sân King Power. Arsenal và Chelsea bước vào trận Derby London một cách vô cùng hứng khởi. Pháo thủ nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 33 khi hậu vệ Rick James của Chelsea có pha phạm lỗi với Tierney trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài Michael Oliver đã cho Arsenal được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Lacazette đã không mắc bất cứ sai lầm nào, mang về bàn thắng mở tỷ số cho Arsenal. Phút 44, từ tình huống đá phạt góc trước vòng cấm, Saka đã tung ra cú dứt điểm hiểm hóc qua góc xa khung thành, hạ gục Edouard Mendy, mang về bàn thắng thứ hai cho pháo thủ. Phút 56, từ một tình huống phản công, Bukayo Saka có pha tạt bóng đi hơi sâu. Dẫu vậy, pha tạt bóng này lại bất ngờ đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ bên phía Chelsea. Phút 85, từ pha căng ngang của Oroy, Abraham có mặt đúng lúc để đệ bóng cận thành, mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống cho Chelsea. Chung cuộc, Arsenal thắng lợi với tỷ số 3-1 trước Chelsea. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Real Madrid bắt đầu triển khai dự án thể thao hướng tới mùa giải 2021-2022. Trong dự án này, chủ tịch Perez biến sân Santiago Bernabeu trải qua mùa hè 2021 với lịch sử, với hai bom tấn Kylian Mbappe và Mohamed Salah. Mùa hè 2021, ông Perez được đánh giá sẽ tái đắc cử cương vị chủ tịch Real Madrid nhiệm kỳ mới từ 2021 tới 2025. Như vậy, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp của ông Perez kể từ khi trở lại ghế chủ tịch ở sân Bernabeu vào năm 2009. Trong lịch sử Real Madrid, chỉ có vị chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu 1943-1978 có thời gian tại vị lâu hơn. Để chờ đón nhiệm kỳ mới, chủ tịch Perez sẵn sàng trở lại với thói quen mua sắm các ngôi sao. Kylian Mbappe là cầu thủ mà Perez luôn muốn sở hữu để kế thừa biểu tượng thương mại mà Ronaldo để lại. PSG vừa trải qua mùa giải biến động trên băng ghế huấn luyện khi Pochettino thay thế cho Thomas Tuchel, nên mở rộng cánh cửa để Mbappe sang Real Madrid. Mohamed Salah cũng là mục tiêu mà ông Perez nhiều lần muốn mang về sân Bernabeu. Real Madrid đã thất bại với thương vụ Eden Hazard, người liên tục chấn thương và không thể hiện sự chuyên nghiệp như yêu cầu. Chủ tịch Perez không còn kiên nhẫn với Hazard nên quyết mua Salah để thay thế. Don Balon đưa tin, Real Madrid trả mức giá kỷ lục 160 triệu euro để lấy Mbappe và 120 triệu euro cho thương vụ Salah. Ronaldo có hợp đồng với câu lạc bộ Juventus đến hè năm 2022 với mức lương lên tới gần 30 triệu euro một năm. Ở tuổi sắp chạm ngưỡng 36, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, Ronaldo đã đồng ý giảm 4 triệu euro để giúp cho các nhân viên Juventus không bị mất việc. Bất chấp tuổi tác, Ronaldo vẫn cho thấy mình là tay săn bàn hàng đầu. Việc Ronaldo dẫn đầu trong cuộc đua vua phá lưới tại Serie A với 12 bàn thắng sau 10 trận đấu chơi cho câu lạc bộ Juventus đã chứng tỏ rõ điều đó. Ở đấu trường Champions League, Ronaldo cũng đã ghi 4 bàn sau 4 trận đấu có mặt. Nhưng vấn đề là câu lạc bộ Juventus được cho là khó kham nổi khoản lương trong vòng 1 năm còn lại của Ronaldo bởi ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19. Theo Eastern Football, kế hoạch của lão bà là ngồi lại với Ronaldo bàn về một bản hợp đồng mới, trong đó điểm chính là giảm lương. Trong trường hợp Ronaldo không đồng ý, câu lạc bộ Juventus sẽ phải buộc phải bán anh hoặc trao đổi để lấy một cầu thủ khác trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021. Về phần Ronaldo, anh chờ đến cuối mùa giải này sẽ đưa ra quyết định về tương lai. Bởi lẽ, ngay cả khi câu lạc bộ Juventus chưa đàm phán, thì Ronaldo cũng có thể quyền quyết định rời khỏi Turin nếu câu lạc bộ tiếp tục thất bại ở đấu trường Champions League. Cũng như Messi, thì chỉ có một số ít câu lạc bộ mới đủ khả năng trả lương cho Ronaldo như Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City hoặc Real Madrid.
Atletico đang có những tiếp xúc đầu tiên với Chelsea để thảo luận về Marco Asensio. Theo báo chí Tây Ban Nha, huấn luyện viên Diego Simeone muốn có Marcos Alonso để tăng thêm giải pháp chiến thuật trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga. Hiện tại, Atletico dẫn đầu La Liga với cùng 32 điểm như Real Madrid, nhưng đã ít hơn đối thủ hàng xóm 2 trận. Atletico chỉ có Renan Lodi cho hành lang cánh trái, nên Simeone rất muốn có Marcos Alonso. Cầu thủ cũng đang được Juventus và Inter quan tâm. Chelsea vẫn đang thực hiện công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình dưới triều đại huấn luyện viên Frank Lampard. Mùa hè 2020, The Blue được xem là đội bóng gây sốt nhất châu Âu khi chi rất nhiều tiền, mang về hàng loạt bản hợp đồng chất lượng. Trong đó, những gương mặt như Hakim Ziyech, Kai Havertz, Timo Werner và Thiago Silva mang rất nhiều niềm tin cho bán đạo đội chủ sân Sarpowicz. Mặc dù vậy, đối chiếu theo tham vọng của thượng tầng Chelsea, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Trong công cuộc phục hưng The Blue, Lampard cần thêm những sự bổ sung chiến lược, đồng thời thanh lý bớt một số gương mặt không phù hợp với định hướng phát triển của câu lạc bộ. Trước viễn cảnh này, theo Football London, Chelsea dự tính sẽ tiếp tục vung tiền để mang về nhiều bóng tấn trong mùa đông 2021. Trong đó, Declan Rice, Paul Pogba, Sergio Ramos và Diego Costa là những ngôi sao nằm trong danh sách này. Declan Rice là một trong những cái tên có nhiều liên kết với Chelsea trong thời gian qua. Pogba luôn bất ổn ở Man United. Truyền thông quốc tế nói rất nhiều về việc Pogba sẽ sang Real, nhưng Chelsea cũng là phương án mà tiền vệ người Pháp có thể cân nhắc. Ramos và Costa là hai cái tên sắp đáo hạn hợp đồng với cả hai câu lạc bộ thành Madrid. Với tham vọng và độ chịu chi của giới chủ Deportivo, Chelsea hứa hẹn sẽ còn có thêm rất nhiều chữ ký chất lượng phục vụ cho tham vọng đua tranh danh hiệu của huấn luyện viên Lampard. Hãy cùng chờ xem liệu Deportivo sẽ có thêm những chữ ký nào tại mùa giải mới. Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021 đã chính thức cận kề và đây là lúc ban lãnh đạo Manchester United hành động để bổ sung nhân sự cho đội hình. Không phải tiền đạo hay tiền vệ nào, một trong những ưu tiên của đại diện Premier League đó là vị trí hậu vệ phải. Thời điểm hiện tại, Aaron Wan-Bissaka bắt đầu cho thấy phong độ đi xuống, cùng với đó là những hạn chế về khả năng tham gia tấn công. Chưa kể, nửa đỏ thành Manchester cũng không còn quá nhiều sự lựa chọn trong tay khi Timothy Fosu-Mensa ít được ra sân. Ngoài ra, Diogo Dalot vẫn đang khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn và được Rossoneri đặt vấn đề mùa đứt. Chính vì vậy, MU bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp cận với Kieran Trippier. Mới đây, David Dovis Esprin của The Athletic cũng đã cập nhật thông tin trong thương vụ này. Chính xác, có đã thảo luận kế hoạch mua Kieran Trippier nhưng vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào xa hơn. United thể hiện rằng họ đang muốn tạo ra sự cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka, giống như những gì từng diễn ra với trường hợp của Alex Telles và Luxor. Có vẻ như Trippier và gia đình đang cân nhắc việc trở lại Anh. Tuy nhiên, mối trở ngại đó chính là cậu ấy đang bị FA cho dò 10 tuần vì số tiền cá cược liên quan tới vụ cậu ấy gia nhập Atletico Madrid từ Tottenham Hotspur vào năm 2019. David Olsen cho biết. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin chuyển động bóng đá ngày hôm nay. Những thông tin bóng đá nóng nhất sẽ được kênh Mê Bóng Đá cập nhật liên tục. Và trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số bản tin tiếp theo.